có chân nhiều chân lắm. Ngồi trong nóc có bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cưới của đám cưới của ngôi sao bạn có phải mỗi tổ dữ hành như vậy vậy mà cái kia vâng đi với nó cho ai nít không cho đi với kia về kể cho Thi nghe. Thi nó vậy sao cậu kêu Thi cái con gì vậy? Nó nghĩ là em bé bố mẹ mà không cho em bé đi, bé ngồi đâu vừa phải luôn nguyên á. Nó nói tám với Thi bây giờ chưa được
vâng.
kỳ nữa. Không biết nói đây là em hôm kia sợ kiểu đấy còn nói chung là tư giải còn lên kéo. Thank you.
Thank you.